Chào anh em nha, đây là cái máy 6040 em vừa về. Ở đây thì em còn rất là nhiều máy cài nha. Em quay sơ sơ cho anh em xem trước kho máy của em đây ha. Đó, đây là cái máy mới về. Bây giờ em sẽ lôi nó ra để quay nó cho anh em xem nha. Em 6040. Rồi giờ em lên em test chạy thử luôn nha anh em. Chào anh em nha, bây giờ em sẽ quay con máy M6040XU cũng mới về nha. Cái này là máy rin từ Thái luôn. Nó có ủi xới và cài ha. Cái dàn xới thì em để đằng sau á. Dàn xới nó mới lắm. Rồi bây giờ em quay máy trước, chút em qua quay dàn xới cho anh em xem nha. Đây là M6040 mới về. Thì cái máy này để em quay sơ sơ trước nha. Đây là máy Thái nha nè, có máy Thái. Em tìm số khung đó, em qua em định danh cái số khung của nó nha. Đây đó, sơ lược về máy này ha. M6040 ở đây em còn nhiều lắm nha. 9540 960 còn nhiều lắm ha. Đó đây 9540. Rồi cái này thì đã xài vỏ F33 nha, thì 16.928, động cơ thì nguyên rin nó luôn, chưa động gì hết. Rồi đang quay sơ cho anh em xem. Dàn cài nó mới tinh nè, đó, đây. Dàn xới cũng vậy luôn, dàn xới cũng mới tinh luôn. Chắc khi tiết bàn mua được gì còn mới lắm nha. Vỏ còn ok, này vỏ không lớn nha anh em. Vỏ này là vỏ bên Thái họ xài thường, vỏ không lớn. Vỏ đầu của nó thì xài đây 1.522 đó, mà sẽ không muốn không hết tu. Để em bật capo lên em quay cho anh em xem luôn nha. Đèn đuốc gì còn đủ cho nha anh em. Bô còn ok. Đó, yên còn ok luôn. Rồi đây đã bật nắp capo lên rồi nha. Để em quay rõ cho anh em xem động cơ đây. Đẹp con máy luôn. Rồi anh em có muốn xem chi tiết gì thì cứ liên hệ em nha, em sẽ chụp hình gửi qua nha. Máy này giờ em quay xong rồi đó, anh em cứ đến test thoải mái, có máy có sẵn tại công ty luôn ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Đây là cái dàn xới của nó nha anh em, dàn xới nó đây đó, máy chát. Vậy mà nói máy dàn xới này còn mới lắm. Anh em thấy không? Rất là ok luôn.